Có thể đây là lúc đánh dấu triều đại giành quả bóng vàng của Ronaldo Messi chính thức khép lại. Nhưng liệu chúng ta có thật sự hài lòng với chủ nhân mới của nó trong mùa giải năm nay hay không? Khi mà những giải đấu lớn cấp độ đội tuyển như Euro hay Copa America, đó là cơ hội để những cá nhân tỏa sáng trên con đường chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng vàng. Nhưng đến lúc này dường như không một ngôi sao nào khiến chúng ta hài lòng về màn trình diễn của họ. Chúng ta hãy cùng điểm qua top 6 những cầu thủ được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu này đang có mùa hè như thế nào nhé. Sau khi mùa giải vừa qua kết thúc, Vinicius Junior được đánh giá là cầu thủ có cơ hội cao nhất khi giành được chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Cầu thủ người Brazil đương nhiên được đặt niềm tin rất lớn khi bước vào kỳ Copa America với hy vọng lấy lại thể diện cho Seleção, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Nam Mỹ này không có được sự phục vụ của Neymar. Dù đây vẫn được xem là một nhiệm vụ hơi quá tầm, bản thân Vini cũng chỉ mới 3 lần lập công cho Brazil sau 30 lần ra sân trước khi giải đấu diễn ra. Tuy nhiên với vị thế của mình cùng với việc đang là ngôi sao sáng, tương lai trong đội hình Los Blancos, Vinicius Junior mới có vinh dự mang trong mình trọng trách lớn lao. Mặc dù vậy, Brazil lại mở màn đầy thất vọng khi hòa không bàn thắng trước Costa Rica. Bản thân Vini cũng bị thay ra ở phút 69, nhưng ít nhất ngôi sao của Real Madrid cũng đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng tại lượt hai vòng bảng trước Paraguay. Một điều tuyệt vời nếu bạn biết khi đó Senegal vẫn thi đấu cực kỳ bế tắc, họ còn vừa bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền sau nỗ lực của Lucas Paqueta. Tuy nhiên, chính tính cách của Vinicius luôn là thứ khiến cho nhiều người không cảm giác thán phục cầu thủ này. Anh không để những màn trình diễn của mình lên tiếng. Vini thường xuyên bị chỉ trích về việc nói quá nhiều trong trận đấu. Qua đó, nó đã khiến chân sút nhận hai thẻ vàng và vắng mặt ở vòng tứ kết trước Uruguay. Từ vị thế chỉ cần vô địch Copa America, quả bóng vàng chắc chắn sẽ dành cho Vini. Anh đành ngậm ngùi ngồi trên khán đài chứng kiến Brazil thất bại trên loạt sút luân lưu. Brazil vẫn thi đấu bế tắc và cơ hội để thuyết phục mọi người mình là ngôi sao kế tiếp của Seleção phải tạm gác lại một bên. Tiếp theo, một cầu thủ được xem là người kế thừa sau thời kỳ Ronaldo Messi, Kylian Mbappe. Không cần phải bàn cãi quá nhiều về tài năng của cầu thủ này. Siêu sao người Pháp đã chính thức công bố gia nhập Real Madrid mùa sau và hy vọng sẽ có màn chào sân tuyệt vời tại kỳ Euro. Với việc từng tỏa sáng đấu trường World Cup khi cùng Pháp vô địch vào năm 2018, 4 năm sau, dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết, nhưng cá nhân Mbappe cũng giành danh hiệu chiếc giày vàng và có tổng cộng 12 bàn thắng tại World Cup. Nhưng dường như siêu sao người Pháp muốn chứng minh cho câu nói Euro khó hơn World Cup nên thi đấu khá mập mờ không kém tại kỳ Euro năm nay. Cho đến thời điểm hiện tại, Kylian Mbappe dù chính thức mở tài khoản tại Euro nhưng đó chỉ là pha lập công từ chấm 11m. Còn lại, dấu ấn lớn nhất mà người hâm mộ nhớ đến có lẽ là chiếc mặt nạ của anh. Trước mắt Pháp vẫn còn 2 trận nữa để có thể chinh phục được chiếc cúp bạc Henri de Lô này, nhưng phải chính cá nhân Kylian Mbappe là người đưa Le Bleu đến danh hiệu này để có thể thuyết phục mọi người trên con đường giành quả bóng vàng, chứ vô địch Euro thôi thì vẫn chưa đủ. Một nhân vật khác cũng được xem là tương lai bóng đá thế giới, Phil Foden. Tiền vệ Man City đã có một mùa giải tuyệt vời khi cùng nửa xanh thành Manchester vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp. Cá nhân cầu thủ sinh năm 2000 cũng cho thấy được sự trưởng thành vượt bậc của mình. Anh thi đấu nhiều hơn và trở thành nhân tố không thể thiếu của Pep Guardiola. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Ngoại hạng Anh chính là bằng chứng rõ nét nhất. Đến với kỳ Euro, đương nhiên Phil Foden sẽ được hy vọng cùng Bukayo Saka tạo nên cặp cánh hủy diệt trên đất Đức. Thế nhưng thứ chúng ta được chứng kiến là một sự vật vờ, không khác gì bóng ma trên sân. Vì ép phải thi đấu bám biên quá nhiều, Foden không còn là chính mình trong màu áo của tam sử. Tiền vệ Man City cũng không nhận được sự hỗ trợ tối ưu từ những người đá cùng cánh. Khi Kieran Trippier được xếp đá hậu vệ trái nhưng chơi nghịch chân, không thể giúp Foden kéo giãn chiều rộng sân. Cho đến thời điểm hiện tại, dấu ấn duy nhất mà tiền vệ Man City để lại tại kỳ Euro 2024 chính là chiếc thẻ vàng trong trận gặp Slovenia cùng với những pha ghi bàn bị VAR từ chối. Thêm một ngôi sao khác cũng đã có mùa giải cá nhân ấn tượng bất chấp đội bóng không có danh hiệu là Harry Kane. Tiền đạo người Anh là người dẫn đầu chiếc giày vàng châu Âu trong mùa bóng vừa qua. Chân sút sinh năm 1993 được hy vọng dẫn dắt tam sư khi là thủ quân của đội bóng. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của đoàn quân được dẫn dắt bởi Gareth Southgate cũng kéo theo phong độ đi xuống của các học trò. Harry Kane mặc dù đã có được hai bàn thắng vào lưới Slovakia và Đan Mạch, nhưng trước Thụy Sĩ ở vòng tứ kết, tiền đạo Bayern Munich chỉ có thể tung ra đúng 2 cú sút và không có pha nào đi trúng đích cả. Một người khác, vừa là đồng đội của Harry Kane, vừa là đồng đội của Vinicius, Jude Bellingham, có lẽ mang đến một màn trình diễn dễ chấp nhận hơn. Tiền vệ Real Madrid cũng có được 2 bàn, nhưng nó đều có ý nghĩa rất lớn. Một bàn giúp tuyển Anh giành trọn 3 điểm ở trận mở màn. Một bàn ngay ở phút 90+5 giúp tam sư không phải nói lời chia tay ngay vòng 16 đội. Bản thân cầu thủ 21 tuổi cũng 2 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở 2 trận đấu đó. Còn lại, Toni Kroos được xem là người ổn định nhất. Người ta nghĩ về cái kết trong mơ nếu anh cùng đội tuyển Đức lên ngôi vô địch Euro ngay trên chính sân nhà. Khi này, quả bóng vàng có thể thuộc với số 8 như một lời kết thúc đầy mãn nguyện từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển.
Toni Kroos không mang đến quá nhiều sự ồn ào, nhưng người ta luôn cảm nhận được đẳng cấp của anh thông qua các con số. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha không nghĩ vậy khi họ đánh bại Diamond Strap ở phút 119. Dù cay đắng thật, nhưng đó mới là bóng đá. Với nhiều kịch bản, nhiều sự hy vọng, nhưng rõ ràng những gì chúng ta đang được chứng kiến đến thời điểm hiện tại, chủ nhân của bóng vàng năm nay có thể sẽ là một cái tên gây ra rất nhiều tranh cãi. Xét tổng thể, lợi thế hiện tại đang tạm nghiêng về Jude Bellingham khi tuyển Anh vẫn còn đang thi đấu tại Euro. Nhưng nếu như Tam Sư lại lỡ hẹn, câu chuyện về việc ai sẽ xứng đáng với danh hiệu này vẫn chưa có câu trả lời. Trở về quá khứ, không thiếu những năm mà chúng ta rất khó để chọn ra người đoạt của bóng vàng. Năm 2019 là một năm như vậy. Lionel Messi đã giành chiến thắng với 686 điểm, trong khi Virgil van Dijk xếp thứ hai với 679 điểm. Chênh lệch chỉ 7 điểm giữa hai cầu thủ này thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt và sự đánh giá cao từ các chuyên gia và nhà báo bóng đá trên toàn thế giới. Có nhiều năm mà có cuộc cạnh tranh của bóng vàng rất sát sao. Trước năm 2000, điển hình là năm 1996, khi Matthias Sammer giành 144 điểm so với 143 điểm của Ronaldo. Năm 1991, khi Jean-Pierre Papin đạt 141 điểm so với 122 điểm của Dejan Savicevic. Và năm 1989, khi Marco Van Basten có 129 điểm so với 111 điểm của Franco Baresi. Sau năm 2000, có các năm như 2010 với Lionel Messi 22,65% so với Andres Iniesta 17,36% và Xavi 16,48%. Năm 2006 với Fabio Cannavaro 173 điểm so với Gianluigi Buffon 124 điểm. Năm 2001 với Michael Owen 176 điểm so với Raul Gonzalez 140 điểm. Và năm 2019 với Lionel Messi 686 điểm so với Virgil van Dijk 679 điểm. Thế nhưng thi thoảng vẫn có những cuộc đua mà người ta không biết chọn ai là chủ nhân của bóng vàng. Điển hình như mùa giải 2018 của Modric. Modric hay là điều đương nhiên, nhưng đơn giản là bởi không có ai đủ tốt để cạnh tranh với anh. Trở lại với câu chuyện hiện tại, những ứng viên như Vinicius, Bellingham, Mbappe hay Harry Kane đã có một khởi đầu tốt trong màu áo câu lạc bộ, nhưng ở đội tuyển quốc gia không một ai thể hiện bộ mặt khả quan cả. Kể cả những trường hợp khả quan nhất như Vinicius thì vẫn khá đuối nếu so sánh với những mùa giải Euro trước đó của các ứng cử viên bóng vàng. Trong xuyên suốt hơn một thập kỷ đã qua, người ta cứ chê Ronaldo và Messi là cuộc đua nhàm chán. Nhưng khi giờ họ đã qua thời kỳ đỉnh cao và nhường lại cho thế hệ trẻ đầy tài năng hơn thì dường như lớp kế cận vẫn chưa khiến chúng ta cảm thấy hài lòng. Cũng phải thôi, bởi từ khi Ronaldo và Messi xuất hiện trong cuộc đua này thì tiêu chuẩn bóng đá của chúng ta ngày càng cao hơn. Người hâm mộ quá quen với cảnh hai anh tài này ghi được 40-50 bàn thắng mỗi mùa, thậm chí việc tịt ngòi trong một hoặc hai trận thôi cũng đã dấy lên hoài nghi về sự xuống dốc phong độ của cả hai. Và giờ chúng ta nhìn lại mùa giải này, Vinicius ghi được 24 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo cho Real Madrid, giúp đội bóng hoàng gia giành siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League. Nếu chúng ta lấy những con số này so với thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo và Messi thì nó chẳng ăn thua. Nó quá khó để lọt vào top 3, chứ nói gì đến đua Ballon d'Or như 2024. Cuộc đua đến danh hiệu của bóng vàng năm nay gây ra rất nhiều tranh cãi, bởi ai cũng có cho mình những điểm yếu nhất định. Điển hình như tại giải đấu lớn Copa America và Euro, chẳng ai có màn trình diễn nào thật sự khiến người hâm mộ cảm thấy thuyết phục cả. Mbappe chỉ mới ghi được đúng một bàn thắng, Bellingham là Kane, mỗi người có hai pha lập công. Nhưng lối chơi mà cả Anh và Pháp tạo ra là quá đỗi nhàm chán. Chính điều đó kéo theo việc người hâm mộ giảm mức độ hài lòng. Còn ở Nam Mỹ, Vinicius chỉ tỏa sáng đúng ở trận thắng 4-1 trước Paraguay với cú đúp bàn thắng. Còn hai trận còn lại vòng bảng anh dường như tàng hình. Thậm chí Brazil còn bị loại ngay từ vòng tứ kết, khiến hành trình đi đến Ballon d'Or của Vini kém thuyết phục khá nhiều. À mà tất nhiên là Vini phải là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng đấy nhá. Nhìn chung thì 2024 là năm mà quả bóng vàng sẽ gây ra sự tranh cãi lớn, bởi ai giành được cũng đều có sự lấn cấn cả.